Thưa quý vị, đây là tham quan ngọn hải đăng. Quý vị thấy chưa? Đó, mời quý vị cùng xem. Đi đến đây thì họ không có ăn tiền, nhưng họ tiếp rất là nồng hậu, thưa quý vị. Đây là một điều mà hiếm có nha. Thấy không? Những người già được những cái ưu tiên rất là rõ ràng, mình không được rớ vô để cho người ta lo đó, các vị thấy chưa? Đây là cái nơi quán xá hay gì, hay là cái room gì đây. Cái này là gì con? Vô đây hả? Đây là cái ngọn hải đăng nha quý vị. Vô đây làm gì? Rồi, chắc chắn là sư bà không có lên được rồi. Xin kính chào lại quý vị nha. Đây là ngọn hải đăng. Chúng ta phải bước lên bao nhiêu bậc thang mới lên tới từ đây. Và chỗ này thì sóng quá chập chờn, cho nên xin quý vị vui lòng hoan hỷ cho nha. Sóng chập chờn, cho nên khi quay được, khi quay không, xin quý vị quan hệ đây là tiếc là tôi không biết tiếng Anh, cho nên tôi chỉ quay cho quý vị xem, là quý vị nào biết tiếng Anh thì cứ dịch ra mà xem nhé. Từ ở nơi Thảo Am chúng tôi ra đây thì nó chỉ mất khoảng chừng 20 phút thôi. Vậy mà ở ba mấy năm mà thật sự lần này mới được đi biết cái chỗ này. Xin mời quý vị nào có dịp đi du lịch ở tiểu bang Việt Lưu Nhà, gọi là Việt Lưu Nhà biết nha, thì xin mời
quý vị đến tham quan những cái nơi này. Hồi nãy tại vì mất sóng thưa quý vị, giờ lên tới đây thì nó cao cao một chút, nó có sóng. Đi tới thì người ta tiếp đón mình rất là vui. Và khi bước chân lên cầu thang lên trên này thì tốn 10 đồng. Tốn 10 đồng tiền cước đó thưa quý vị. Đây. Đây cầu. Tốn 10 đồng tiền cước. Tiền cước phí đi lên á. Cao lắm hả? Ồ, lên đỉnh luôn á hả? Cô quay tôi đi, tôi vòng vòng coi. Quên đi, cứ lại cô dịch đi, tôi cho ta mọi người. Mọi người ta nghe. Tâm nó mất tiền, trễ thầy, dở giờ của thầy đó. Giờ tôi khám mắt hả? Dạ, khám mắt. Không, người coi coi cho thầy đi một vòng đi. Cho thâu dịch rồi, lâu lắm. Đây, không có gì. Ôi chồng. Ủa, cái này là gì đây? Rotate. Tên này có sóng. Sóng mà sóng thủy đó thôi. Dạ, đây nè. Con vòng quay cái này thầy nè, với cái này nè. Rồi, thầy đi một vòng đi. Bỏ tiền vô mới thấy. Bỏ tiền vô mới thấy. Có chứ. Ở đây đâu có gì free thầy. Dạ. Ok rồi, thì đi một vòng. Đi về đi, trễ mắt thầy đó. Dạ không uổng đâu, không uổng cho con, nó cho thầy uổng một chút. Tại vì thầy không có lên tới trên luôn là con chụp hình. Thank you very much. Cỡ chừng 50 bậc thang mà nó tròn, thầy chúa cái đầu cho thầy dòm đi. Thầy vô cái đầu, thầy vô thầy dòm đi. Thầy lên thầy dòm con quay cho. 50 bậc thang, 10 bậc thang thật là nhỏ. You made it. Yes, we did. Yeah, we did. We did. We did. You. I know, I'm so scared. Yeah, it was interesting. And it, the weather is very humid, so it makes you breathe, you know? Yes, yes. Really harder. Yeah. Năm chục cái bậc vậy đó thầy. Năm chục cái bậc vậy đó. Mang mask vô thầy. Đó. Thôi chị đi xuống đi về, để lại để đi cái vụ qua. Coi cục đá này gì nè. Rồi, đó, thầy. Tắt chưa? Tôi đi xuống đi, tôi quay ra. Trời, đi xuống làm sao lưng mà quay gì? Hẹn có hẹn ngày trở lại không? Thôi, không biết. Trời mát á, trời đông đi được, nóng quá luôn. Thôi đi xuống quý vị ơi, đi xuống, đi lên hết 10 đồng á, nhưng mà không tiếc, có ý nghĩa, bây giờ đi xuống đây.
Sao, sao? Anything changes, let us know. We'll call us right back. Yeah, we're going home now. Yeah. Yeah. Biết rồi mà. Thank you. Nó thiệt đúng ra mình khá khá khen an ninh hay cảnh sát đây ha, họ quý mình ha, họ học quý. Đâu có đâu, quay họ đâu. Không, nhưng mà không quay, nhưng mà thầy cầm đó, nó tưởng mình đừng có cầm cái cây hả? Dạ, không